Cuốn 43 giải thích phẩm hành tướng thứ 10. Kinh: Bấy giờ Túc Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát không có phương tiện thiện xảo mà muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu tu hành sắc là tu theo tướng nó, nếu tu hành thọ tưởng hành thức là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành sắc thường là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành thọ tưởng hành thức tưởng thường là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành sắc vô thường là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành thọ tưởng hành thức vô thường là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành sắc vui là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành thọ tưởng hành thức vui là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành sắc khổ là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành thọ tưởng hành thức khổ là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành sắc có là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành thọ tưởng hành thức có là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành sắc không là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành thọ tưởng hành thức không là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành sắc ngã là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành thọ tưởng hành thức ngã là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành sắc vô ngã là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành thọ tưởng hành thức vô ngã là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành sắc xa lìa là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành thọ tưởng hành thức xa lìa là tu theo tướng nó, nếu tu hành sắc tịch diệt là tu hành theo tướng nó, nếu tu hành thọ tưởng hành thức tịch diệt là tu hành theo tướng nó. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát không có phương tiện thiện xảo mà tu hành bốn niệm xứ là tu hành theo tướng nó, cho đến tu hành 18 pháp không chung là tu hành theo tướng nó. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật mà khởi niệm rằng: Ta tu hành Bát Nhã Ba La Mật vì có sở đắc nên cũng là tu hành theo tướng nó. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát khởi niệm rằng: Ta tu hành như vậy là tu hành Bát Nhã Ba La Mật, cũng là tu hành theo tướng nó. Nên biết đó là Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật không có phương tiện thiện xảo, nên chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề nói với Xá Lợi Phất: Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát khi đang tu hành Bát Nhã Ba La Mật, đối với sắc chú niệm tưởng vọng giải, phân biệt đại bát nhã ghi thắng giải, thời đối với sắc gia công tu hành, do gia công tu hành nên không giải thoát được sinh già bệnh chết, ưu bi khổ não và khổ báo đời sau. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật mà không có phương tiện thiện xảo, đối với mắt cho đến ý, sắc cho đến pháp, nhãn thức giới cho đến ý thức giới, nhãn xúc cho đến ý xúc, nhãn và xúc làm nhân duyên sinh thọ, cho đến ý và xúc làm nhân duyên sinh thọ, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, nếu chú niệm vọng giải, thời đối với 18 pháp không chung gia công tu hành mà gia công tu hành thì Bồ Tát ấy không giải thoát được sinh già bệnh chết, ưu bì khổ não và khổ báo đời sau. Bồ Tát như vậy còn không chứng được địa vị thanh văn bích chi Phật, huống gì chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có lẽ ấy. Xá Lợi Phất, nên biết Bồ Tát Ma Ha Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật không có phương tiện thiện xảo. Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề: Làm sao biết Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật có phương tiện thiện xảo? Tu Bồ Đề nói với Xá Lợi Phất: Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật không hành theo sắc, không hành theo thọ tưởng hành thức, không hành theo sắc tướng, không hành theo thọ tưởng hành thức tướng, không hành theo sắc thọ tưởng hành thức thường, không hành theo sắc thọ tưởng hành thức vô thường, không hành theo sắc thọ tưởng hành thức vui, không hành theo sắc thọ tưởng hành thức khổ, không hành theo sắc thọ tưởng hành thức ngã, không hành theo sắc thọ tưởng hành thức vô ngã, không hành theo sắc thọ tưởng hành thức không, không hành theo sắc thọ tưởng hành thức vô tướng, không hành theo sắc thọ tưởng hành thức vô tác, không hành theo sắc thọ tưởng hành thức xa lìa, không hành theo sắc thọ tưởng hành thức tịch diệt. Vì cớ sao? Xá Lợi Phất, sắc ấy không là chẳng phải sắc, lìa không không có sắc, lìa sắc không có không, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức không là chẳng phải thức, lìa không không có thức, lìa thức không có không, không tức là thức, thức tức là không, cho đến 18 pháp không chung không là chẳng phải 18 pháp không chung, lìa không không có 18 pháp không chung, lìa 18 pháp không chung không có không, không tức là 18 pháp không chung, 18 pháp không chung tức là không. Như vậy Xá Lợi Phất, nên biết ấy là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật
có phương tiện thiện xảo. Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật như vậy, có thể chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật, hành cũng không chấp thọ, không hành cũng không chấp thọ, hành không hành cũng không chấp thọ, chẳng phải hành, chẳng phải không hành cũng không chấp thọ, không chấp thọ cũng không chấp thọ. Xá Lợi Phất nói với Tu Bồ Đề: Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành bát nhã ba la mật, vì nhân duyên gì nên không chấp thọ? Tu Bồ Đề nói: Bát nhã ba la mật ấy tự tánh không thể có được nên không chấp thọ. Vì cớ sao? Vì không có tánh gì ấy là bát nhã ba la mật. Xá Lợi Phất: Vì lẽ ấy nên Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành bát nhã ba la mật, hành không chấp thọ, không hành cũng không chấp thọ, hành không hành cũng không chấp thọ, chẳng phải hành, chẳng phải không hành cũng không chấp thọ, không chấp thọ cũng không chấp thọ. Vì cớ sao? Vì hết thảy pháp tánh không có gì không theo các pháp hành, không chấp thọ các pháp tướng, ấy gọi là công dụng rộng lớn của Tam Muội. Không chấp thọ các pháp của Bồ Tát Ma Ha Tát, không chung với thành văn Bích Chi Phật. Bồ Tát Ma Ha Tát ấy tu hành Tam Muội ấy không rời, mau chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Luận: Phẩm trước dùng không môn phá các pháp, phẩm này muốn dùng môn vô tướng phá các pháp. Nếu Bồ Tát không có phương tiện quán sát thời đọa trong tướng, vì đọa trong tướng nên mất bát nhã ba la mật hạnh. Vì cớ sao? Vì hết thảy pháp không nên không có tướng có thể chấp thủ. Hỏi: Người biết quả báo thiện ác, chấp thủ tướng quả báo rồi phân biệt thiện ác, thiện thì lấy, ác thì bỏ, thế nên mới hành đạo, cớ sao nói tướng các pháp là vô thường? Đáp: Chấp thủ tướng là vì hàng sơ học mà nói, còn vô tướng là vì hàng hành đạo, chú môn giải thoát mà nói. Không nên đem việc thô thiển vấn nạn: Này hành giả, chấp thủ tướng lành phá tướng chẳng lành, nghĩa là chấp thủ tướng trai gái vân vân, làm nhân duyên sinh các phiền não, nên sau lấy tướng vô tướng phá tướng pháp lành. Nếu phá tướng chẳng lành mà không phá tướng lành, thì lành trở thành tai họa. Vì sinh chấp trước, lấy tướng vô tướng mà phá pháp lành, vô tướng cũng tự phá. Vì cớ sao? Vì vô tướng nhất vào trong pháp lành, ví như mưa đá hạ lúa, rồi mưa đá cũng tự tiêu tan. Lại nữa, hết thảy pháp tướng vô tướng là thật, ví như thân thể đầy rẫy bất tịnh, chín lỗ thường chảy nhơ, không có tướng sạch, mà người ta vì vô minh cưỡng cho là sạch, sinh phiền não tạo các tội. Như trẻ con nơi vật bất tịnh chấp thủ tướng sạch cho là vui, người lớn xem thấy liền cười vì biết là hư dối. Các lỗi chấp thủ tướng như vậy đều là hư vọng. Như ngọc pha lê tùy theo sắc đối đãi mà đổi màu, tự nó không có màu nhất định. Các pháp cũng như vậy, không có tướng nhất định, tùy theo tâm mà đối ra tướng khác, hoặc thường hoặc vô thường vân vân. Như vì tâm giận mà thấy người này là xấu, khi tâm giận hết, tâm dâm dục sinh ra lại thấy người này là đẹp. Nếu sinh tâm kiều mạn thì thấy người này là ti tiện, nghe nói người này có đức lại sinh tâm cung kính. Ghét thương có lý, ghét thương vô lý cũng như vậy, đều là ức tưởng hư vọng. Nếu trừ tướng hư vọng cũng không có tướng không, tướng vô tướng, tướng vô tác, vì không có gì để phá. Sắc ấy do nhân duyên hào hợp mà có, ví như bọt nước như huyễn như mộng. Nếu Bồ Tát đối với sắc chấp thủ tướng một khác, liền mất bát nhã và là mật. Vì sắc tánh là tướng vô tướng, chấp thọ sắc tướng ấy rồi, thấy sắc tán hoại mà diệt cho là vô thường. Nếu thấy nó hòa hợp tồn tại tạm thời thì cho là thường. Thường có hai: một, hoặc tồn tại trăm năm, ngàn vạn ức năm, hoặc một kiếp, hoặc tám vạn kiếp, vậy sau tiêu diệt. Hai, thường trú không hoại. Bồ Tát nếu dứt biên kiến tà kiến thì cũng không còn thấy chân thật thường. Nếu thấy thường là thấy nó trụ lâu nên thường, chứ chẳng phải chân thật. Nếu không dứt biên kiến tà kiến, thấy sắc là chân thật thường, nghĩ rằng cây cỏ rụng xuống thành đất, đó chỉ là lúc nó ly tán sự hòa hợp mà thôi. Thế nên nói Bồ Tát ấy tu bát nhã không có phương tiện thiện xảo. Bồ Tát hoặc quán sắc vô thường. Vô thường cũng có hai: một, niệm niệm diệt hết thảy pháp hữu vi trụ không quá một niệm; hai, pháp tương tục hư hoại gọi là vô thường. Như người mạng chết, như lửa cháy cây cỏ, như nước nấu khô. Nếu Bồ Tát mới phát tâm tiếp tục tu như vậy thì tâm nhàm chán giúp được vô thường thô thiển. Còn nếu Bồ Tát tu lâu thì có thể thấy các pháp niệm niệm vô thường. Cả hai Bồ Tát này
đều đọa vào trong sự chấp thủ tướng. Vì cớ sao? Vì sắc tướng thường hay vô thường đều không thể có được. Như trước nói, thọ tưởng hành thức cũng như vậy, khổ lạc ngã phi ngã cũng vậy. Hỏi: năm uẩn ấy có thể quán nó thường vô thường vân vân, cớ sao nói năm uẩn là tướng tịch diệt xa lìa? Đáp: hành giả không thấy tướng năm uẩn thường vô thường nên biết năm uẩn lìa tự tướng. Nếu biết năm uẩn lìa tự tướng, tức là năm uẩn tịch diệt như niết bàn. Hỏi: nếu như vậy ban đầu tự không có tướng, tại sao nói vì không phương tiện nên đọa trong chấp tướng? Đáp: Bồ Tát ấy căn độn không có tầm tự giác, lìa sự chấp trước năm uẩn, trở lại chấp trước viễn ly tịch tịnh, ở nơi vô tướng dừng chấp trước. 37 đạo phẩm cho đến 18 pháp không trùng cũng nên theo nghĩa phân biệt như vậy. Nếu Bồ Tát quán ngoại pháp đều vô tướng, nói rằng ta có thể quán như vậy vì có tâm chấp ngã dư tàn nên cũng đọa trong tướng. Nếu Bồ Tát có thể xa lìa tâm trước tướng vì đạo ấy mà thực hành trí tuệ chân tịnh vô tướng, nghĩ rằng ta có thể tu hành trong ngoài thanh tịnh như vậy, ấy là tu hành bát nhã ba la mật, thì người ấy cũng đọa trong tướng. Vì cớ sao? Vì không có thể trước mà chấp trước, không có thể thủ mà chấp thủ. Thế nên Bồ Tát ấy gọi là tu không có phương tiện thiện xảo, vì nương nơi ái và kiến mà chấp trước pháp lành. Bồ Tát ấy tuy có phước đức cũng không lìa được già bệnh chết yêu bì khổ não hỗn tạp hành đạo, còn không chứng được tiểu thừa huống đại thừa, trái với trên đây gọi là tu có phương tiện thiện xảo. Đối với hết thảy pháp không thọ không trước, vì các pháp hòa hợp nhân duyên sinh không có tự tánh vậy. Hỏi: trước nói tam muội không thọ, ở đây nói tam muội chẳng thọ có gì sai khác? Đáp: trước là không, đây là vô tướng, chẳng xa lìa, là thường hành không ngừng nghỉ vì có tâm đại từ bi, mau được thành Phật đạo, là vào tam muội ấy không chướng ngại trí tuệ cùng với Phật tương tự. Nếu phải trải qua a tăng kỳ kiếp mới được, thì hoặc có khi vượt qua 4 a tăng kỳ kiếp, trăm kiếp cho đến 61 kiếp, như Phật Phất Xa và Tán Thán Phật Thích Ca Văn mà vượt qua 9 kiếp. Hai câu này văn nghĩa tra in tuồng trái ngược, nguyên là Phật Thích Ca Văn nhờ tán thán Phật Phất Xa mà vượt qua 9 kiếp. Dưới đây trong văn kinh Tu Bồ Đề nói 108 tam muội cùng với phẩm Ma Ha Diễn ở sau. Phật tự nói trong phẩm Tà Kiến cuốn 408 nói 108 tam muội thời đồng nhau, chỉ có hai câu ba chữ là hơi khác nên đối chiếu nghiệm đọc. Kinh Xá Lợi Phật hỏi: chỉ không lìa tam muội ấy là khiến Bồ Tát mau chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay còn có tam muội khác? Tu Bồ Đề đáp Xá Lợi Phất: còn có các tam muội khác. Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành theo thì mau chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá Lợi Phất hỏi: những tam muội gì Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành theo mau chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tu Bồ Đề đáp: các Bồ Tát Ma Ha Tát có tam muội gọi là Thủ Lăng Nghiêm, tu hành tam muội ấy khiến Bồ Tát Ma Ha Tát mau chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có tam muội Bảo Ấn, tam muội Sư Tử Dưỡng Chơi, tam muội Diệu Nguyệt, tam muội Nguyệt Tràng Tướng, tam muội Chư Pháp Ấn, tam muội Quán Đảnh, tam muội Tất Pháp Tánh, tam muội Tất Tràng Tướng, tam muội Kim Cang, tam muội Vào Pháp Ấn, tam muội Vương An Lập, tam muội Phóng Quang, tam muội Lực Tấn, tam muội Xuất Sinh, tam muội Tất Nhập Biện Tài, tam muội Vào Danh Tự, tam muội Xem Phương, tam muội Đà La Ni Ấn, tam muội Không Hư Vọng, tam muội Nhiếp Các Pháp Hải Ấn, tam muội Trùm Khắp Hư Không, tam muội Vòng Kim Cang, tam muội Bảo Đoạn, tam muội Chiếu Không, tam muội Trọng Cầu, tam muội Không Chỗ Trú, tam muội Vô Tâm, tam muội Tịnh Đăng, tam muội Sáng Vô Biên, tam muội Năng Tác Mình, tam muội Sáng Cổ Khắp, tam muội Kiên Tịnh Các Tam Muội, tam muội Vô Cấu Minh, tam muội Tác Nhạc, tam muội Điển Quang, tam muội Vô Tận, tam muội Uy Đức, tam muội Lìa Hết, tam muội Bất Động, tam muội Trang Nghiêm, tam muội Nhật Quang, tam muội Nguyệt Tịnh, tam muội Tịnh Minh, tam muội Năng Tác Minh, tam muội Tác Hành, tam muội Biết Tướng, tam muội Như Kim Cang, tam muội Tâm Chú, tam muội Biến Chiếu, tam muội An Lập, tam muội Bảo Đảnh, tam muội Diệu Pháp Ấn, tam muội Pháp Đảnh, tam muội Sinh Hỷ, tam muội Đáo Pháp Đảnh, tam muội Năng Tán, tam muội Hoại Các Pháp Xứ, tam muội Tự Đẳng Tướng, tam muội Ly Tự, tam muội Đoạn Duyên, tam muội Bất Hoại, tam muội Vô Chủng Tướng, tam muội Vô Xứ Hành, tam muội Ly Ám, tam muội Vô Khứ, tam muội Bất Biến, tam muội Độ Duyên, tam muội Nhóm Các Công Đức, tam muội Chú Vô Tâm,
tam muội diệu tinh hoa, tam muội giác ý, tam muội vô lượng biên, tam muội vô đẳng đẳng, tam muội độ trừ pháp, tam muội phân biệt trừ pháp, tam muội tán nghi, tam muội vô trú xứ, tam muội nhất tướng, tam muội nhất tánh, tam muội sinh hành, tam muội nhất hành, tam muội bất nhất hành, tam muội diệu hành, tam muội đạt nhất thiết hữu để tán, tam muội nhập ngôn ngữ, tam muội ly âm thành tự ngữ, tam muội nhiên đăng, tam muội tịnh tướng, tam muội phá tướng, tam muội nhất thiết chủng diệu túc, tam muội không ưa khổ lạc, tam muội bất tận hành, tam muội đà la ni, tam muội thủ các tướng tà chánh, tam muội rất ghét tướng, tam muội nghịch thuận, tam muội tịnh quang, tam muội kiên cố, tam muội mãn nguyệt tịnh quang, tam muội đại trang nghiêm, tam muội hai chiếu hết thảy đời, tam muội, tam muội vô chánh, tam muội vui không chú xứ, tam muội như chú định, tam muội hoại thân suy, tam muội hoại ngữ như hư không, tam muội ly trước hư không bất nhiễm. Xá lợi Phất, ấy là Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành các tam muội ấy mau chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có vô lượng vô số môn tam muội môn đà la ni. Các Bồ Tát Ma Ha Tát học môn tam muội môn đà la ni ấy mau chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tuệ mạng tu Bồ Đề theo tâm Phật mà nói, nên biết Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành tam muội ấy đã được Phật quá khứ thọ ký, mười phương chư Phật hiện tại cũng thọ ký Bồ Tát ấy. Bồ Tát ấy không thấy tam muội ấy, cũng không niệm tam muội ấy, cũng không nghĩ rằng ta sẽ vào tam muội ấy, ta nay vào tam muội ấy, ta đã vào tam muội ấy. Bồ Tát Ma Ha Tát đều không có niệm phân biệt. Xá Lợi Phất hỏi tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trú các tam muội ấy rồi mới theo chư Phật quá khứ được thọ ký ư? Tu Bồ Đề đáp, không phải Xá Lợi Phất. Vì sao? Vì Ba Nhã Ba La Mật không khác các tam muội, các tam muội không khác Ba Nhã Ba La Mật. Bồ Tát không khác Ba Nhã Ba La Mật, Ba Nhã Ba La Mật không khác Bồ Tát. Ba Nhã Ba La Mật tức là tam muội tức là Ba Nhã Ba La Mật. Bồ Tát tức là Ba Nhã Ba La Mật và tam muội, Ba Nhã Ba La Mật và tam muội tức là Bồ Tát. Xá Lợi Phất hỏi tu Bồ Đề, nếu tam muội không khác Bồ Tát không khác tam muội tức là Bồ Tát tức là tam muội, làm sao Bồ Tát có tam muội biết hết thảy pháp vân vân? Tu Bồ Đề đáp, Bồ Tát vào tam muội ấy, lúc ấy không nghĩ rằng ta do pháp ấy vào tam muội ấy. Vì nhân duyên ấy, Xá Lợi Phất, Bồ Tát ấy đối với các tam muội không biết không niệm. Xá Lợi Phất hỏi, vì cớ sao không biết không niệm? Tu Bồ Đề đáp, các tam muội vì không có gì nên Bồ Tát ấy không biết không niệm. Bấy giờ Phật tán thán, lành thay Tu Bồ Đề, như ta nói, ông tu hành vô chánh tam muội bậc nhất tương ứng với nghĩa này. Bồ Tát Ma Ha Tát hãy học Bát Nhã Ba La Mật như vậy: Thiền Ba La Mật, Tấn Ba La Mật, Nhẫn Ba La Mật, Giới Ba La Mật, Thí Ba La Mật, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung cũng nên học như vậy. Luận hỏi: Như Phật dạy một đường đến Niết Bàn đó là không vô tướng Bồ Tát, cớ sao Xá Lợi Phất lại hỏi còn có các tam muội khác khiến Bồ Tát mau thành Phật ư? Đáp: Khi chưa gần Niết Bàn thì có nhiều đường khác, khi gần Niết Bàn thì chỉ có một đường là không vô tướng Bồ Tát. Các tam muội khác đều nhập vào trong ba môn giải thoát ấy. Ví như thành lớn có nhiều cửa đều được vào thành, lại như ngàn sông muôn dòng đều chạy về biển. Những gì là các tam muội khác? Đó là các tam muội thủ lăng nghiêm vân vân. Trong phẩm Ma Ha Diễn, Phật tự nói, điều sâu xa khó hiểu Phật sẽ dạy ở trong đây. Nếu Bồ Tát thực hành được 108 tam muội và các môn Đà La Ni, thời mười phương chư Phật đều thọ ký cho. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát tùy được các tam muội ấy, vì thật không có ngã tâm ước tưởng phân biệt, nên cũng không khởi niệm rằng ta sẽ vào tam muội ấy, nay vào đã vào, ta sẽ trụ tam muội ấy là tam muội của ta. Vì tâm ấy thanh tịnh, không chấp trước pháp vi diệu, nên chư Phật thọ ký cho. Bây giờ Xá Lợi Phất trở lại lấy trí tuệ về không, nạn hỏi tu Bồ Đề rằng, Bồ Tát chú tam muội ấy, thủ lấy tướng tam muội ấy có được thọ ký không? Tu Bồ Đề đáp, không. Vì cớ sao? Vì ba việc không khác nhau, Bát Nhã không khác tam muội không khác Bát Nhã không khác Bồ Tát tam muội không khác Bát Nhã tam muội tức là Bồ Tát tức là Bát Nhã tam muội. Bát Nhã tam muội và Bồ Tát khác nhau, thầy chư Phật thọ ký cho. Song vì không khác nên không thọ ký. Xá Lợi Phất lại hỏi, nếu như vậy, thời tam muội và hết thảy pháp bình đẳng không khác ư? Tu Bồ Đề đáp,
Bồ Tát có hết tam muội về các pháp vân vân, và trong tam muội ấy các pháp không khác. Lại nữa như trước nói, đối với các tam muội không khỏi ước tưởng phân biệt, không hay không biết. Vì tự tánh các tam muội không có gì, Bồ Tát không biết không niệm. Phật vì Túc Bồ Đà chưa tự được tam muội ấy mà khéo nói tam muội Đà La Ni vi diệu của Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật không niệm không trước. Thế nên Phật tán thán, lành thay, ta nói ông được vô chánh tam muội đệ nhất, đúng như lời ta tán thán không sai. Kinh Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát học như vậy là học Bát Nhã Ba La Mật ư? Phật bảo Xá Lợi Phất: Bồ Tát Ma Ha Tát học như vậy là học Bát Nhã Ba La Mật, vì pháp ấy không thể có được cho đến học thí Ba La Mật. Vì pháp ấy không thể có được học bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không trung, vì pháp ấy không thể có được. Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như vậy Bồ Tát Ma Ha Tát học Bát Nhã Ba La Mật pháp ấy không thể có được ư? Phật dạy: Đúng như vậy, Bồ Tát Ma Ha Tát học Bát Nhã Ba La Mật pháp ấy không thể có được. Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, những pháp gì không thể có được? Phật dạy: Ngã không thể có được, cho đến kẻ biết kẻ thấy không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Năm ấm không thể có được, 12 nhập không thể có được, 18 giới không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Vô minh không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh, cho đến lão tử không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Khổ đế không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Tập diệt đạo đế không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Cõi dục không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Cõi sắc, cõi vô sắc không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Bốn niệm xứ không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Cho đến 18 pháp không trung không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Sáu ba la mật không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Tu Đà Hoàn không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Từ Đà Hoàn, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật không thể có được vì rốt ráo thanh tịnh. Bồ Tát không thể có được vì rốt ráo thanh tịnh. Phật không thể có được vì rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Chẳng xuất chẳng sinh, không được không làm, ấy gọi là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát học như vậy là học pháp gì? Phật bảo Xá Lợi Phất: Bồ Tát Ma Ha Tát học như vậy đối với các pháp không học gì. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, tướng các pháp không như tướng phàm phu chấp trước. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thể tướng các pháp có thế nào? Phật dạy: Các pháp không có gì có như vậy, không có gì như vậy, việc ấy không biết gọi là vô minh. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, không có những gì, việc ấy không biết gọi là vô minh. Phật bảo Xá Lợi Phất: Sắc thọ tưởng hành thức không có gì, vì nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không trung không có gì, vì nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, trong đó phàm phu vì do vô minh khát ái nên vọng thấy phân biệt gọi là vô minh. Kẻ phàm phu bị buộc vào hai bên không biết không thấy các pháp không có gì mà ức tưởng phân biệt đắm sắc cho đến 18 pháp không trung, hạng người ấy vì đắm trước nên đối với pháp không có gì khởi lên thức tri kiến, ấy là phàm phu không biết không thấy. Không biết không thấy gì, không biết không thấy sắc cho đến 18 pháp không trung cũng không biết không thấy. Vì vậy nên đọa vào trong số phàm phu như trẻ con, hạng người ấy không ra khỏi. Không ra khỏi gì? Không ra khỏi cõi dục, không ra khỏi cõi sắc, không ra khỏi cõi vô sắc, không ra khỏi pháp thanh văn bích chi phật. Người ấy cũng không tín thọ. Không tín thọ gì? Không tín sắc không, cho đến không tin 18 pháp không trùng. Người ấy không chú. Không chú gì? Không chú thí ba la mật, cho đến không chú bát nhã ba la mật. Không chú địa vị bất thối chuyển, cho đến không chú 18 pháp không trung. Vì nhân duyên ấy nên gọi là phàm phu như trẻ nít, cũng gọi là người chấp trước. Chấp trước gì? Chấp trước sắc cho đến thức, chấp trước nhãn nhập cho đến ý nhập, chấp trước nhãn giới cho đến ý thức giới, chấp trước dâm nộ si, chấp trước các tà kiến, chấp trước bốn niệm xứ cho đến chấp trước Phật đạo. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát học như vậy cũng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được trí nhất thiết chủng ư? Phật bảo Xá Lợi Phất: Bồ Tát Ma Ha Tát học như vậy cũng chẳng học Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được trí nhất thiết chủng. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bồ Tát cũng chẳng học Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được trí nhất thiết chủng? Phật bảo Xá Lợi Phất:
Bồ Tát Ma Ha Tát vì không có phương tiện thiện xảo nên ước tưởng phân biệt, chấp trước Bát Nhã Ba La Mật, chấp trước Thiền Ba La Mật, Tấn Ba La Mật, Nhẫn Ba La Mật, Giới Ba La Mật, Thí Ba La Mật, cho đến 18 pháp không trùng, trí nhất thiết trùng, cứ ước tưởng phân biệt chấp trước. Vì nhân duyên ấy nên Bồ Tát Ma Ha Tát học như vậy, cũng chẳng học Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được trí nhất thiết trùng. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hoặc có Bồ Tát Ma Ha Tát học như vậy, chẳng học Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được trí nhất thiết trùng ư? Phật bảo Xá Lợi Phất: Bồ Tát Ma Ha Tát học như vậy, chẳng học Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được nhất trùng trí. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát này nên làm sao học Bát Nhã Ba La Mật được trí nhất thiết trùng? Phật bảo Xá Lợi Phất: Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát khi học Bát Nhã Ba La Mật không thấy Bát Nhã Ba La Mật, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát học Bát Nhã Ba La Mật như vậy được trí nhất thiết trùng vì không thể có được. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là bất khả đắc? Phật dạy: Vì các pháp nội không cho đến vô pháp hữu pháp không. Luận: Xá Lợi Phất, ở trên hỏi chỉ có vô thọ tam muội là mau được thành Phật, hay còn có tam muội khác? Tu Bồ Đề đáp: Còn có tam muội khác mau được thành Phật. Bồ Tát không niệm không chấp trước tam muội ấy nên được chư Phật quá khứ hiện tại thọ ký. Phật tán thán: Lành thay, Bồ Tát Ma Ha Tát hãy học Bát Nhã Ba La Mật như vậy cho đến học hết thành Phật pháp. Khi ấy Xá Lợi Phất nghĩ rằng: Bát Nhã Ba La Mật là tướng không, còn các tam muội là các tướng có phân biệt, làm sao học các tam muội là học Bát Nhã Ba La Mật, cho nên hỏi. Phật đáp: Xá Lợi Phất, học Bát Nhã Ba La Mật như vậy đều vì bất khả đắc, vì tướng khí phần của Bát Nhã Ba La Mật đều ở trong các tam muội, học được như vậy là học Bát Nhã Ba La Mật cho đến học 18 pháp không trung. Phật liền ấn khả cho. Xá Lợi Phất lại hỏi: Pháp gì là không thể có được? Trong đây Phật tự nói: Vì chúng sanh không, vì rốt ráo thanh tịnh nên ngã không thể có được, cho đến kẻ biết kẻ thấy Tu Đà Hòa, cho đến Phật không thể có được, vì pháp không, vì rốt ráo thanh tịnh nên năm uẩn không thể có được, cho đến 18 pháp không trung không thể có được. Rốt ráo thanh tịnh là không xuất không sinh, không được không làm, vân vân. Ở bên nhân không sinh khởi gọi là không xuất, ở bên duyên không sinh khởi gọi là không sinh. Tướng sinh nhất định không thể có được nên gọi là không xuất không sinh. Vì không xuất không sinh nên gọi là không thể có được. Vì không thể có được nên gọi là không làm không khởi. Pháp có khởi, làm đều là hư dối. Lìa tướng như vậy gọi là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Phất hỏi Phật: Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành được đạo rốt ráo thanh tịnh như vậy, vì học pháp gì, vì được pháp gì? Phật đáp: Học được như vậy là vì không học gì, không được gì. Hỏi: Bồ Tát dùng rốt ráo không ấy học 6 ba la mật cho đến 18 pháp không trung, cớ sao nói không có pháp gì có thể học? Đáp: Trong đời Phật tự nói các pháp không giống như chỗ chấp trước của phàm phu. Tâm phàm phu có vô minh, tà kiến, kiết sử, những điều nghe, thấy, biết đều khác với pháp tướng. Cho đến nghe Phật thuyết pháp đối với thánh đạo và quả báo đều chấp trước làm ô nhiễm đạo. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Nếu chỗ thấy của người phàm phu đều chẳng thật, vậy nay các pháp ấy làm sao có? Phật dạy: Các pháp chẳng có gì, người phàm phu nơi chỗ chẳng có gì cũng cho là có. Vì cớ sao? Vì người phàm phu ấy liều vô minh tà kiến, thời không thể có chỗ xem thấy. Vì thế nên nói chấp trước chỗ không có gì nên gọi là vô minh. Ví như nắm tay trống không để gạt con nít chấp trước nên cho là có. Xá Lợi Phất hỏi Phật: Những pháp gì không có vì chấp trước nên gọi là vô minh? Phật đáp: Sắc cho đến 18 pháp không trụng, trong đó vì vô minh tham ái nên ức tưởng phân biệt. Thứ mình ấy là vô minh, rơi vào hữu biên vô biên, mất ánh sáng trí tuệ. Vì mất ánh sáng trí tuệ nên không thấy, không biết sắc rốt ráo không, không có gì mà tự sinh ức tưởng phân biệt rồi chấp trước. Cho đến thức uẩn, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, hoặc nghe pháp lành như 6 ba la mật cho đến 18 pháp không trùng cũng như pháp thế gian, ức tưởng phân biệt chấp trước thánh pháp cũng như vậy. Do vậy gọi là rơi vào số phàm phu, giống trẻ con bị người khinh cười. Như người lấy ngón tay chỉ mặt trăng, người ngu chỉ thấy ngón tay không thấy mặt trăng. Người chỉ khinh cười nói: Sao ông không hiểu được ý người chỉ?
Ngón tay là nhân duyên để biết mặt trăng mà lại xem ngón tay không biết mặt trăng. Chư Phật hiện thánh nói pháp cho người phàm phu, mà người phàm phu cứ chấp âm thanh ngữ ngôn, không nắm lấy ý thánh nhân, không được thật nghĩa. Vì không được thật nghĩa nên trở lại nơi thật nghĩa sinh chấp trước. Này Phật chỉ lỗi của người phàm phu, nên nói không thể vượt qua ba cõi, cũng không thể lìa hai thừa. Vì không nắm được ý thánh nhân, nên nghe nói các pháp không mà chẳng tin. Vì không tin nên không thật hành, không an trú sáu ba la mật cho đến 18 pháp không trùng. Vì mất các công đức như vậy nên gọi là phàm phu còn nít, còn như chấp trước năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, ba độc, các phiền não cho đến 18 pháp không trùng, vô thượng chánh đẳng chánh giác đều chấp trước nên gọi là kẻ chấp trước. Sáng lại phát hỏi: nếu Bồ Tát tu hành như vậy gọi là không hành bát nhã ba la mật, không hành bát nhã ba la mật nên chẳng được trí nhất thiết trùng ư? Phật hứa khả Xá Lợi Phất rằng: như vậy, như vậy. Liền vì nói nhân duyên cho là Bồ Tát mới tu hành không có sức phương tiện, nghe nói bát nhã ba la mật ấy, ức tưởng phân biệt, tìm cầu muốn lấy, nghĩ rằng ta bỏ cái vui thế gian lại không được bát nhã ba la mật, ấy là mất cả hai, chuyên tìm cầu muốn được, hoặc bảo nói không là bát nhã ba la mật, hoặc nói không cũng không là bát nhã ba la mật, hoặc nói các pháp như thật tướng là bát nhã ba la mật. Như vậy dùng 62 kiến, 98 tâm kiết sử phiền não chấp trước cho là bát nhã ba la mật, cho đến trí nhất thiết trùng cũng chấp như vậy. Lấy tâm chấp trước ấy mà học các pháp không thể được trí nhất thiết trùng. Cùng với đây trái nhau là có thể hành bát nhã ba la mật, cũng có thể được trí nhất thiết trùng, nghĩa là không thấy bát nhã ba la mật, không thấy hành giả, không thấy duyên pháp, không thấy cũng không thấy. Xá Lợi Phất lại hỏi nhân duyên không thấy, Phật đáp Bồ Tát ấy vào 18 không, cho nên không thấy, chẳng phải vô trí nên không thấy. Hết cuốn 43 theo bản Hán.